Xin chào và chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Trước khi đến với nội dung bản tin, hy vọng anh em sẽ ủng hộ kênh bằng một like và đăng ký. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cổ động viên Man United muốn Pochettino thay Ten Hag. Người hâm mộ Manchester United đã kêu gọi Pochettino tiếp quản vị trí của Erik Ten Hag tại sân Old Trafford. Tin tức gây chấn động đã nổ ra vào tối thứ ba rằng huấn luyện viên người Argentina sẽ chia tay Chelsea chỉ sau một mùa giải nắm quyền. The Blue đã trải qua một khởi đầu đầy sóng gió cho mùa giải 2023-2024, trong bối cảnh họ có một danh sách dài những chấn thương và rớt xuống phía dưới của bảng xếp hạng trước khi hồi sinh muộn màng vào cuối mùa giải để xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Áp lực đã đè nặng lên Pochettino khi nhiều người đặt câu hỏi tại sao đội bóng của ông, dù đã chi ra tới 1 tỷ bảng cho các bản hợp đồng mới trong năm qua, lại không đạt được những tiêu chuẩn có thể mong đợi của họ. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Argentina dường như đã xoay chuyển tình thế vào cuối mùa giải khi Chelsea thắng 5 trận gần nhất ở Premier League, ghi nhận thành công gần đây của người đàn ông 52 tuổi với đội bóng trẻ của mình. Người hâm mộ của Man United đã lên mạng xã hội vào tối thứ ba để kêu gọi Sir Jim Ratcliffe và nhóm lãnh đạo của ông bổ nhiệm huấn luyện viên bóng đá người Argentina hiện đã nghỉ việc ở Chelsea làm huấn luyện viên của Man United. Một người hâm mộ viết trên X: Man United nên bổ nhiệm Pochettino nếu họ biết điều gì tốt cho mình. Một người hâm mộ khác nói: tôi sẽ đưa Poch đến Man United. Một người nữa nói thêm: Man United sa thải Erik Ten Hag ngay bây giờ và lấy Pochettino đi. Suy đoán đã nảy sinh vào năm 2022 rằng Quỷ Đỏ đã đưa Pochettino vào danh sách mục tiêu quản lý tiềm năng để kế nhiệm Michael Carrick sau sự ra đi của người quản lý tạm thời Ralf Rangnick. Tuy nhiên, Pochettino được cho là đã từ chối cơ hội gia nhập Man United với hy vọng ông sẽ được bổ nhiệm làm người kế nhiệm Carlo Ancelotti tại Real Madrid. Sau đó, ông cập bến Chelsea thay thế Graham Potter làm huấn luyện viên thường trực của The Blues sau khi Frank Lampard đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên tạm thời của họ trong 11 trận. Nhưng sau một mùa giải cầm quyền, ông sẽ chia tay The Blues sau khi người đàn ông 52 tuổi này phải chịu một cuộc đánh giá nội bộ do các giám đốc thể thao Paul Wistanley, Lawrence Stewart và đồng kiểm soát chủ sở hữu Behadad El-Ghali sau chiến thắng 2-1 trước Bournemouth. Trong khi Ratcliffe sẽ không sa thải Erik Ten Hag trước trận chung kết FA Cup với Man City vào cuối tuần này, thì có những lo ngại rằng nhóm lãnh đạo của ông sẽ chọn đi theo một hướng khác trong mùa giải tới với Thomas Tuchel, Gareth Southgate và ông chủ của Ipswich Town là Kieran McKenna được liên kết với vị trí tiếp quản huấn luyện viên tại sân Old Trafford. Phản ứng của Ratcliffe khi không được đá Euro. Marco Ratcliffe không được chọn vào đội hình trước Euro 2024 của Gareth Southgate khi tuyển Anh tìm cách trả thù cho thất bại cuối cùng vào năm 2021. Tiền đạo Marco Ratcliffe của Man United đã phá vỡ sự im lặng sau khi bị loại khỏi đội tuyển Anh tham dự giải vô địch châu Âu. Cầu thủ 26 tuổi này đã phải trải qua một chiến dịch đầy khó khăn cho Man United trong mùa giải vừa qua và không được huấn luyện viên của Three Lions Gareth Southgate ưa chuộng. Mùa giải đầy vấn đề của Marco Ratcliffe chứng kiến anh chỉ ghi được 7 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong 33 lần ra sân ở Premier League khi Quỷ Đỏ bị loại khỏi Champions League và đứng ngoài suất tham dự các cúp châu Âu mùa tới. Southgate đã lựa chọn chiêu tập những Jarrod Bowen, Eze và Saka và hàng tấn công của mình sau khi chỉ định đội hình 33 người sẽ giảm xuống còn 26 người trước giải đấu ở Đức vào tháng tới. Sau khi nhận được thông báo, Ratcliffe đã đăng một thông tin trên trang Instagram của mình: chúc Gareth Southgate và các cậu bé mọi điều tốt đẹp nhất cho giải đấu sắp tới. Các đồng đội của Ratcliffe ở Man United là Harry Maguire, Luke Shaw và Kobbie Mainoo cũng được đưa vào đội hình sơ bộ của Gareth Southgate. Trong đó, Luke Shaw phải đối mặt với cuộc chạy đua cùng thời gian để kịp thi đấu sau khi vắng mặt 3 tháng cuối mùa giải vì chấn thương. Calvin Phillips và Jordan Henderson, những người đã nổi bật trong màu áo đội tuyển Anh dưới thời Gareth Southgate, bất chấp những lời chỉ trích, đều đã bị loại. Huấn luyện viên của Tam Sư phát biểu trước giới truyền thông vào hôm thứ Ba, giải thích về quyết định của mình đối với Ratcliffe. Ông nói: có những quyết định khó khăn. Với Marco Ratcliffe, tôi chỉ cảm thấy những cầu thủ khác ở phần sân đó đã có một mùa giải tốt hơn. Tuyển Anh sẽ đá 2 trận khởi động với Bosnia và Ireland trước khi gặp Serbia, Đan Mạch và Slovenia ở vòng bảng. MU lên kế hoạch chiêu mộ Cambiaso. Tờ Tutto Juve của Ý đưa tin Man United đang muốn ký hợp đồng với hậu vệ cánh Andrea Cambiaso của Juventus vào mùa hè năm nay. Quỷ Đỏ hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình vào mùa hè này. Phần lớn sự tập trung của Man United sẽ dành cho hàng phòng ngự, đặc biệt là trung vệ, khi Varane sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Cùng lúc đó,
câu lạc bộ nhiều khả năng sẽ chiêu mộ một hậu vệ cánh trái mới trước mối lo chấn thương của Luxor và Tirana Malaysia ở mùa giải hiện tại. Một hậu vệ cánh phải cũng có thể sẽ được ký hợp đồng với tương lai không chắc chắn của Wan-Bissaka. Cựu ngôi sao của Crystal Palace có thể bị bán khi hợp đồng tại sân Old Trafford hết hạn vào năm 2025. Tờ Tutto Juve hiện đưa tin rằng Aston Villa không quan tâm đến Cambiaso mà chính Man United đang lên kế hoạch ký hợp đồng với cựu ngôi sao của Genoa. Tuy nhiên Bianconeri không tính đến việc bán Cambiaso vào lúc này. Họ coi anh là cầu thủ không thể đụng tới. Đồng thời, gã khổng lồ thành Turin có kế hoạch mở các cuộc đàm phán với tuyển thủ Ý về một thỏa thuận dài hạn mới. Cambiaso có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải hoặc hậu vệ cánh trái. Cầu thủ 24 tuổi này có tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 88% ở Serie A mùa trước, ghi 3 bàn thắng và cung cấp 6 pha kiến tạo. Zidane tiếp quản MU sau chung kết FA Cup. Tương lai của huấn luyện viên Erik ten Hag tại Man United đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết sau mùa giải không mấy thành công. Trận chung kết FA Cup với Man City vào cuối tuần này được xem là cơ hội cuối cùng để ông cứu vãn sự nghiệp tại sân Old Trafford. Trong bối cảnh đó, Zidane, cựu huấn luyện viên huyền thoại của Real Madrid, đang nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu để thay thế. Hiện đang có rất nhiều thông tin cho rằng ban lãnh đạo của Man United đã có những liên hệ với Zidane và bày tỏ sự quan tâm đến việc mời ông về dẫn dắt đội bóng. Việc Zidane đến với Man United không chỉ mang lại hy vọng về một lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả mà còn có thể thu hút những ngôi sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, đây có lẽ là tin vịt mà thôi. Vì Man United không được tham dự cúp châu Âu thì còn lâu Zidane mới chịu dẫn dắt. Everton đòi ít nhất 80 triệu bảng cho Barnes. Theo báo cáo của The E, Everton sẽ yêu cầu tối thiểu 80 triệu bảng để bán mục tiêu Jarrad Barnes của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trung vệ này được cho là đang được MU theo dõi trước kỳ chuyển nhượng mở cửa vào tháng tới. Quỷ đỏ muốn ký hợp đồng với hai trung vệ vào mùa hè này. Everton muốn đảm bảo mức giá tốt nhất có thể cho tuyển thủ Anh và có thông tin cho rằng các đề nghị phải bắt đầu ở mức 80 triệu bảng để họ xem xét khả năng bán. MU quan tâm đến Guehi. Theo báo cáo của The Mail, Man United đang khám phá khả năng theo đuổi hậu vệ Mark Guehi của Crystal Palace. Trung vệ này mới đây đã được đưa vào đội hình tạm thời của tuyển Anh tham dự Euro 2024. Anh đã có một mùa giải chưa ấn tượng tại Selhurst Park. Có thông tin cho rằng Man United coi anh là người thay thế cho Jarrad Barnes của Everton. Báo cáo cho biết Guehi được định giá ở mức 65 triệu bảng. Ferguson khó có thể đến MU. Theo báo cáo của Football Insider, tiền đạo Evan Ferguson khó có thể rời Brighton vào mùa hè năm nay. Tuyển thủ Cộng hòa Ireland đã được liên kết chặt chẽ với việc chuyển đến sân Old Trafford trong vài tháng qua. Quỷ đỏ có kế hoạch ký hợp đồng với một tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, nhưng có thông tin cho rằng Ferguson sẽ ở lại bất chấp sự ra đi của ông chủ Selhurst, Roberto De Zerbi. Ollie Watkins làm rõ ý định về việc chuyển đến MU. Tiền đạo của Aston Villa, Ollie Watkins đã bóng gió rằng anh không có kế hoạch rời Villa Park vào mùa hè này, trong bối cảnh có tin đồn anh sẽ chuyển đến Man United. Một báo cáo trên các phương tiện truyền thông quốc gia tuần trước cho biết Man United đang xem xét việc chiêu mộ cựu cầu thủ của Brentford, người đã ghi 27 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Tuy nhiên, Watkins đã gợi ý rằng anh dự định ở lại Villa Park và thi đấu ở Champions League. Anh ấy nói, năm tới sẽ rất đặc biệt. Những gì xảy ra ở Palace thật tồi tệ, về mặt cá nhân và tập thể. Nhưng điều này không nói lên câu chuyện về mùa giải của chúng tôi. Chúng tôi đã chơi tuyệt vời cả năm. Về mặt cá nhân, tôi đã nhất quán. Tôi không thể làm được gì nhiều hơn nữa. Đó là mục tiêu, ghi được 20 bàn thắng. Nhưng đó luôn là một bước đột phá. Vâng, nhưng tôi không ngạc nhiên về việc mình đã làm tốt như thế nào. Vì tất cả điều đó, tôi đã làm việc chăm chỉ. Và mùa giải tới sẽ tốt hơn, tôi chắc chắn về điều đó. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.